Okay, today I will show you how to unlock the bladder on of this LGV55, but you can follow my step. If you don't understand Vietnamese, so you can follow the step by AI3 in the video description. Okay. Okay, you can follow this. All this discussion. I will say Vietnamese. So I don't speak English well. Sorry for that. But I will try to improve my English speaking skill later. Okay. Now I will say Vietnamese. Sorry. You can follow this script for. You can follow this script instead. Ok thế thì hôm nay sẽ unlock ladder. Thì con này thì ok đấy, con này khá là vô lý này. Thì tôi đã thì trước khi vào video thì tôi cũng đã có tìm qua rồi. Thì ở trên đây hôm nay sẽ thì hôm nay tôi sẽ làm cho dẫn cho unlock cho hình ảnh Linux chứ không phải là Windows, tức là máy tính các bạn nó phải chạy hình ảnh Linux. Còn nếu các bạn sử dụng Windows ấy thì các bạn này cũng khá đơn giản thôi, chúng ta chỉ việc gõ Vietnamese Bladder Unlock ở trên YouTube là nó sẽ ra một đống cái video này, và tất cả các video này đều là chỉ là Windows. Ok đấy, và với một góc độ người dùng Linux tầm khoảng hơn 2 năm trở lại đây thì tôi nhìn lại những cái video này và nhìn thấy cái máy tôi đang chạy Linux này là tôi rất là ức chế, nên là mày sẽ làm một clip cho Linux luôn này. Đấy, Unlock thì tất cả có hết mười mấy cao view có hết, nhưng mà nó lại là quy view trên Windows chứ nó không phải là Linux đấy. Tôi rất là chán cái cộng đồng, không hiểu tại sao cứ Windows là chán người lắm ấy chứ. Mà hôm nay thôi thì kệ vậy, thì bất chấp tất cả, hôm nay sẽ làm clip unlock trên Linux đầu tiên chưa một ông nào làm cho 5V50 G8 G8X V50S. Ok đấy, như cái video, như cái hướng dẫn này. Hôm nay thì bây giờ tôi sẽ làm theo cái hướng dẫn này thôi, nhưng mà là tôi làm theo tiếng Việt các bạn nhé. Thì đầu tiên thì tôi đã nói rồi, nếu máy các bạn đang chạy hệ điều hành Windows thì các bạn có thể lên cái clip, những cái clip này. Ok. Còn ở đây là tôi hướng dẫn cho Linux, các bạn dùng Windows các bạn qua các kênh này các bạn xem nhé. Ok, đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở về cái này. Và để unlock thì đầu tiên chúng ta sẽ đây thì phụ thuộc vào các distro bạn đang sử dụng. Đây mình sẽ ấn Ctrl Alt T Ctrl Alt T thì nó sẽ mở ra một cái cửa sổ terminal. Thì cái này để mình cho cái chữ nó to lên tí. Đâu ấy nhỉ? Không nhớ là để đâu. Cái này chưa dùng bao giờ. Khá là lú các bạn ơi. À thôi đi, đấy. Lát tôi sẽ phóng to ra thôi. Để biết distro bạn đang sử dụng thì ở đây mình đang sử dụng là distro NDAVU, thì nó dựa trên chơi Linux đấy. Ok. Thì bây giờ để unlock thì ở đây mình đang sử dụng là NDAVU thì nó sẽ là chơi Linux dùng Pacman. Còn nếu bạn sử dụng các distro kiểu Debian, Ubuntu, Mint thì bạn sẽ sử dụng cái lệnh này. Cái lệnh mình sẽ để dưới mô tả. À không, mình sẽ để thread dưới mô tả, chỉ vào đây bạn copy paste là thôi. Đấy. À, hoặc là mình sẽ để lệnh dưới mô tả, bạn chỉ vào bạn nào làm thôi. Thì đây mình sử dụng là distro này nên mình sẽ sử dụng cái lệnh này. Còn nếu các bạn sử dụng là distro Debian, Ubuntu, Fedora, CanOS thì các bạn sử dụng cái ở dưới. Ok, đây mình sẽ Ctrl V vào đây, Ctrl Shift V nhá, rồi Enter Y Enter. Đấy, cài phát boot các thứ rất là nhanh như này. Các bạn vào tự hỏi bảo từ đây. Bực thế nhỉ, đây. Cái nào nhanh hơn cái việc là chúng ta tải một cái file EXE về, xong rồi chúng ta bấm vào, chúng ta bấm next, thì cái nào nó nhanh hơn cho cái việc chúng ta dùng cái lệnh nó cài một loạt cái đống này. Đấy. Thì nói chung là nó cũng khá là dễ hiểu thôi. Thì đây. Sau khi cài xong thì nó sẽ, các bạn đợi tôi tí. Nó sẽ ở đây đây. Đấy. Okay, sau khi cài đặt xong những cái dependency này, bây giờ ta sẽ cài cái clone cái repo này. Đấy.
thì cái lệnh này tôi đã làm rồi, và hai cái này tôi đã làm rồi nên là tôi không cần nữa nhé. Ở đây tôi sẽ chỉ làm cái file bootfix này thôi. Đấy, bây giờ những cái file bạn sẽ tải đây, download này. Đấy, đây mình sẽ để dưới mô tả hết. Ok. Ở đây là mình đã download rồi này, mình download rồi này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ vào đây chúng ta sẽ thì thường nó sẽ ở download thì là khi chúng ta đây. Đây mình đang ở cái thì mặc định là khi mở terminal ra thì nó sẽ là như thế này. Nó sẽ ở cái thư mục root này, ở thư mục này thì mình sẽ ls ra. Đương nhiên là sẽ không có. Bây giờ tôi đang tải vào download chứ tôi không tải vào đấy. Cái download này. Nó sẽ cd vào cái này. Paste enter đấy. Thì lúc này ls thì nó sẽ ra là ơi, đây là nó sẽ ra cái file cái này lúc đấy tôi làm rồi, bây giờ tôi làm lại thôi. Cái file bootfix này này. Đấy. Thì giờ sẽ chạy cái file bootfix này nhé, bởi vì nếu không chạy cái này thì khi chúng ta vào file boot ấy, thì ở đây sẽ hiện cái chữ là để sút out ở đây, nó sẽ không không dùng được file boot. Nhưng con này nó cũng bị rồi, X2 cũng bị, G7 cũng bị nhé các bạn nhé. V60 thì không bị. Cái này là lỗi bootloader này. Copy cái này. Cái file bootfix này này. Để chúng ta không bị lỗi cái đấy. Enter. Đây ok, nó up fix là ok. Chúng phải nhập password user của bạn vào nhé, chứ không nhập vào nó sẽ không chạy được. Xin lỗi các bạn. Nếu bạn đang sử dụng các distro của Red Hat như kiểu Fedora, CentOS thì bạn sẽ phải set cái info này về không, không là sẽ bị lỗi. Bây giờ nó sẽ vào LL mode này, vào LL mode thì bây giờ ta sẽ đây, cái vào LL mode thì cái này cũng có rồi, nhưng mà cái hình này là Windows này. Bây giờ sẽ vào cho bạn xem. Thì để vào LL mode thì bây giờ ta phải cắm vào máy tính nha, cắm sạc vào máy tính nhá. Ok. Bây giờ có cái điện thoại ở đây nó sẽ giữ là nguồn giảm lượng và tăng lượng nhá, đây. Nguồn giảm. Đấy. Đấy, nó vừa đen cái nó sẽ bấm vào tăng lượng luôn. Đây ok, đấy tôi đã bấm đấy. Để tôi làm lại cái. Ô, video này hơi dài dòng các bạn ạ. Còn sáng nữa không nhỉ? Ui. Tôi là làm không là này tôi làm hay tạch lắm các bạn ạ. Được vài lần thôi. Đây. Khổ cho các bạn ạ, tôi không có bảng đồ nghề để quay. Cái mức tôi phải kẹp cái quạt để mà quay video cho các bạn xem đấy. Chứ làm gì có một cái đồ nghề quay nào đâu. Ok, bây giờ máy phải đen thui, không nên cái quái gì nữa này, mới là vào LL này. Bây giờ sẽ để máy ở đây. Đấy, bỏ zoom đi. Ok, tôi bấm nhầm F1 này, đi đi. Đây, quay lại từ số terminal. Đây, gõ LSUSB. Nó sẽ lại có một cái thiết bị gọi là Quantcom QLR mode đấy. Cái này tôi làm hơi chậm rãi một tí thì nó sẽ video sẽ hơi dài. Trước giờ tôi làm mà chưa bao giờ là nó ngắn gọn cả. Tôi làm bao giờ nó cũng dài dòng các bạn ạ. Một cái video khi một cái video tận khoảng 30 phút là chuyện bình thường đấy. Nhưng cái này thì căng lắm khoảng 15 20 phút thôi này. Thì ở đây. Bây giờ sẽ read cái phần vùng cũ rồi nhá. Đấy, phần vùng cũ này này. Ôi, từ từ các bạn ạ. Mãi sao tự nhiên người dùng thế nhỉ? Đều cái okay hết rồi. Ok đấy, bây giờ tôi sẽ copy cái lệnh này nhá. Đấy, đây là sẽ ở đây, alt tab hoặc là bấm sang đấy, paste. Đây sau khi cài xong tool LL nó sẽ có. Đây bấm enter. Đây. Chúng ta không phải làm cái tool quái quỷ đâu các bạn nhá. Cái tool này là tool của Windows, tôi khá là bức xúc. Cái tool củ quái này, cái tool quỷ quái này nó bắt chúng ta phải dùng driver, chúng ta phải chọn file host thủ công, chúng ta phải chọn vào tool. Cái tool này này, đấy. Cái partition manager này xong rồi chúng ta phải chọn lướt 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 đi tìm mon cả cổ ra đấy. Cái này thì lại chỉ cần dán lệnh thôi đấy, thì nó sẽ đơn giản hơn. Thế nhưng mà với những cái người mà người ta không thích cái comment CLI như này, người ta chỉ thích cái loại kiểu như này thôi, thì cái đấy thì tôi không chấp nhận được, bó tay rồi. Bây giờ tôi sẽ cái này đi nha. Đấy, thì sau khi read xong thì nó sẽ có cái file ở đây. LS ra nó sẽ có hai file backup này, này đấy. Hai file backup này alo bắt đầu xong thì nó sẽ flash lại vào máy. Ok thì bây giờ mình sẽ copy cái lệnh này để flash cái ABL. Nó phải copy từng lệnh một nhé, chứ còn nếu có ra copy hai lệnh cùng một lúc thì nó sẽ không được đâu. Đấy, enter. Control shift V, enter đấy. Copy cứ copy thế thôi. Vô lý nhỉ. Ok đấy. Cái này ABLB cũng làm tương tự như thế. Enter. Đấy, reset xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm vào LL reset này.
Ui. Đây ok, sẽ giữ giảm lượng nhé. Đây, có máy sẽ phải đợi một lúc nó mới lên cơ. Đây, G850 này, bút là đầu của G8 nhé. Thì ôi, tôi lại quên mất các bạn ạ. Chúng ta phải flash thêm cái file RP nữa. Thì bây giờ sẽ nếu mà bạn đã lỡ vào phát bút này rồi hoặc họ chưa bấm cái lệnh reset này thì các bạn sẽ bấm vào phát bút OMLL thử. Enter, đấy nó sẽ bay về LL. Đấy, read failure này là nó bay về LL này. Bây giờ sẽ chạy tiếp lệnh lệnh khác nhá. Là đây cái lệnh RP này. Đấy, chúng ta phải tải hết file về thì mới được. Enter. Đấy, nó sẽ flash vào. Đấy, ok, bây giờ chúng ta mới reset cái máy này. Ctrl V, ấy cứ thế thôi, chỉ đơn giản như thế thôi. Ok, giờ nó sẽ lại bay về đây. Tôi quên lại không giữ được nguồn giảm lượng quên kịp nên là bây giờ sẽ boot vào trong hệ điều hành. SKT à, máy máy SKT các bạn ạ. Trong V50 bản Hàn. Nhưng mà bản Verizon, bản Mỹ các thứ vẫn làm tôi tự được. Ok đây. Bút đặt đây. Bây giờ mình sẽ gõ lệnh là phát bút UM unlock. Đây như này. Đấy, phát bút UM unlock. Đấy, bây giờ sẽ chuột phải paste enter ok, ở đây máy sẽ hiện ra cái một cái này. Tạm dịch ra là nếu unlock Blender thì bạn sẽ có thể cài đặt các hiệu lệnh tùy chỉnh trên thiết bị này. Ok, nói chung là nó là đơn giản như thế. Những cái này tôi có rõ ràng, tôi hiểu rõ hết những cái đống này nhưng mà thôi tôi cũng lười, khá là lười dịch ra. Ok, và bấm nút giảm lượng 2 lần nó sẽ hiện ra cái phần unlock Blender. Nó sẽ bấm nút nguồn ở đây, xong rồi sẽ giữ lại nút giảm lượng nhé. Đây, ok đây, đấy, xong giữ lại nhanh nhé, không là nó sẽ bay vào trong hệ điều hành đấy. Đây, ok, unlock rồi này, đấy là đã unlock thành công. Bây giờ mình sẽ bấm tăng lượng cho nó lên chữ start này, xong mình sẽ bấm vào nút nguồn, thì lúc đấy máy nó sẽ reboot lại. Đấy, your device software can be configured for compulsion là unlock rồi nhé. Chúng ta không phải bật ở cái lỗi USB hay gì cả, cứ thế mà làm thôi, vào error mà phang. Thế thôi, unlock cũng không có gì là khó, thậm chí còn dễ hơn cả Linux ấy. Bên trên Windows phải 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 không phải nhầm 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 cái rồi. Trên Windows phải phải mò mẫm ở đây đâu nhỉ, ở đâu nhỉ, Wi-Fi này. Đây ở trên Windows nó phải mò mẫm cái này, cái tuân Quick Fill này này. Đấy, phải mò mẫm, phải driver, phải cài driver, phải F8 rồi phải làm này làm nọ cho nó bị lỗi driver sinh nờ cái thứ này, test mode rồi lại còn disable cái thứ nó mới nhận này. Đấy, nó khá là rắc rối. Trong khi chúng ta trên Linux cho thể việc có vài cái dòng lệnh này nó unlock được luôn, khá là đơn giản. Thậm chí chúng ta có thể làm cái spec thì nó auto nó làm, chúng ta chỉ chạy cái spec đấy là nó sẽ auto nó unlock. Đấy. Reset. Nhưng cái con nhau gì thì nó lại có một cái vấn đề với Linux nữa là chúng ta không thể ăn lợ, không thể flash lại zone KDZ trên Linux được. Các bạn nhé. Ok, sau khi reset xong thì cái máy nó sẽ có cái anti-code này, cái sửa rồi. Tôi chẳng quan tâm đến anti-code đấy. Giờ sẽ chọn là index đi. Đến lúc này là unlock xong rồi. Ok thì tôi cũng không còn gì để nói cả. Đến lúc này là đã unlock thành công rồi. Và đã unlock thành công và nói chung là tôi cũng không còn gì để nói các bạn nhé. Thì đi, tôi vào trong này sẽ cho bạn xem cái này. Xem cái unlock Blender xong rồi tôi sẽ cho bạn. Xong tôi sẽ dừng lại cái video này. Tiên sư cái setup đầu của LG đó. Nó làm sao nhỉ? Nó khá là dài, lòng ngoằng. Đây, setting này. System about full.
Software Builder. Ok đây. Ôi mẹ, xưa yêu gì. Bực thế. Đây ok. Bootloader is already unlocked. Ok. Thế vậy là nó đã unlock thành công Bootloader trên LG V50 cũng như là G8, G8X, V50S. Ok nhé. Thì nói chung là cũng cảm ơn các bạn đã xem video. Và cái video này nó cho đến lúc thì các bạn nào có dùng đến lúc các bạn cũng phải làm theo. Các bạn nào dùng Windows thì các bạn tìm video của mấy ông khác. Thế thôi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nói chung là có chúc các bạn ngày tốt lành. Tôi cũng không rõ tại sao nhiều Windows như thế và cũng rõ ràng là do dựa trên Linux mà thế có ai nào lại toàn hướng dẫn cho Windows. Đây này, không cần đi bung nhá, là đi bung tôi tắt luôn đây này. Đấy. Nói chung là thôi, còn lại xem video. Là ngoằng quá thì cũng lại đau đầu. Ok.